trân trọng từ ngày mình đến chùa. Mình trân trọng bất kỳ cái đạo tràng nào tổ chức cho mình khóa tu. Tại quý vị Phật tử hôm nay đến đây, mình chắp tay ba lạy, mình lạy trên đấng Phật của mình. Mình có phước không? Dạ có. Ngay cái lúc mình cúi đầu khiêm hạ lạy một đức Phật chánh đẳng chánh giác, tâm của mình thanh tịnh, khẩu của mình thanh tịnh, ý của mình thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh này mình đồng với Phật không khác. Cho nên mới nói là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đó. Là lòng mình với lòng Phật có giao cảm được với nhau hay không là bước qua cái cửa đó đó. Bước vô đây mà còn phiền não, sân si, còn so đo thì mình với Phật xa nhau lắm. Nhưng dù mình không được vô ngồi trong chánh điện, nhưng ngoài kia lòng mình nó thanh tịnh, ba lạy xuống đức Phật thanh tịnh. Ngày hôm nay cái công đức đó rất là viên mãn. Công đức đó quý vị phát nguyện hồi hướng như thế nào? Nguyện cho con đem cái công đức hôm nay đến chùa Linh Quang tu tập. Nguyện cho con đem công đức nghe pháp ngày hôm nay trong chánh niệm. Nguyện cho con đem cái công đức mà hôm nay phục vụ nè, các cô dưới bếp nè, các chị dọn vệ sinh nè, đem hồi hướng cho con đời nào kiếp nào, sanh ra ở đâu cũng được gặp chánh pháp, được gặp thầy lành bạn tốt, được tu giác ngộ giải thoát. Này là mình bảo đảm mình chỉ có đi lên đi ra, chứ mình không có đi xuống dưới nữa. Chứ còn mà mình đến đây hôm nay mà mình ngồi mình quýnh giá, trời ơi, cái chỗ này phải để cái này mới đẹp này nha. Cái bãi đậu xe gì mà chật quá à. Cái đường đi lên phải có hai ngõ. Rồi để mình có ngồi mình tính thôi. Rồi hồi nơi ví dụ mình chen lên mình chụp hình không được, cái mình quạo ha. Đó là nó rất là uổng. Thời gian là vàng bạc. Con ở trong một cái nước tư bản, tính tiền từng ngày từng giờ. Thành ra hôm nay mình đã đầu tư chi phí cơ hội, chi phí thời gian. Nghĩa là thay vì mình có thể đi chơi, thay vì mình ở nhà mình ngủ, thay vì mình nấu một món ăn ngon cho gia đình, hôm nay mình đã không làm những chuyện đó. Mình dành thời gian để về chùa. Thì từ giờ phút này trở đi là giờ phút mình tạo công đức. Thay vì mình làm ra tiền, mình sẽ làm ra công đức để bỏ vô cái ngân hàng công đức. Và nó sẽ ghi vào cái tiềm thức của mình. Ngày hôm nay mình nghe được những lời của Đức Phật dạy, mình được có cơ hội để mà trau liễm thân tâm mình, thì cái công đức đó nó sẽ ngày càng tăng tiến, đúng không? Cho nên không kể là mình ở quốc gia nào, mình ở dân tộc nào, mình ở nơi nào, mình con một mẹ một cha ngày một xa, chứ con Phật Thích Ca ngày một gần. Hễ về chùa mà kính pháp, kính tăng, kính Phật, chịu tu, chịu nghe pháp là mình rất gần nhau trong chánh pháp. Và mình gần nhau ở đâu nữa à? Mình gần nhau ở cái cõi đi về của mình. Mình xuất hiện ở trên cuộc đời này trong cái phần đoạn chút xíu này thôi, nhưng mà trong cái cõi luân hồi vô tận vô biên mình sẽ còn trôi lăn nhiều lắm. Nếu mình không phát nguyện đem những công đức lành để mình có thể gặp được chánh pháp, sống đời chân tu, không bao giờ làm nghiệp ác, thì chưa biết kiếp sau mình có được gặp Phật pháp hay không. Khỏi nói kiếp sau mình nhìn thế hệ F2 của mình nó đã chịu đi chùa chưa mới là vấn đề, đúng không? Nhưng người trẻ rất ít đến chùa. Tại vì các em sống trong một cái môi trường mà có nhiều mối quan tâm hơn là cái giá trị tín ngưỡng tâm linh. Cho nên ở đây có những chị trẻ rất là mừng luôn. Các cô bác trẻ mà ở nhà có con có cháu, mình ráng dẫn nó đến chùa xá Phật một xá, niệm Phật một câu cũng là gieo duyên. Có thể các em nó không thích tới đâu, nhưng mà vì mình nó sẽ tới. Lễ tạ ơn đó, thôi đi chùa với mẹ, chở mẹ chút xíu đi. Mình ráng tạo cái nhịp cầu đó để cái chân lý của từ bi và trí tuệ nó không có đứt đoạn, không làm người tối hậu của Đức Phật. Đó là cái vị trí, đó là cái trách nhiệm, đó là lý do sao con có mặt ngày hôm nay. Không phải đi để lấy thêm tín đồ, để quảng cáo gì hết, không. Mà khi mà con còn nhỏ đó, con đi thọ bát quan trai, biết chùa mình có thọ bát quan trai không? Dạ có luôn hả? Vỗ tay khen Ni Sư luôn đó. Quý vị ai đã từng thọ bát quan trai rồi? Đó, nhiều đó. Vị nào chưa thọ bát quan trai nhớ đến chùa thọ bát quan trai một lần nha. Hồi nhỏ con đi thọ bát quan trai lúc mình học lớp 5 cho tới lớp 12. Đi không nhớ bao nhiêu lần mà không biết thọ cái đó để làm gì luôn. Mẹ con hồi nhỏ thấy con xách túi đi chùa, cái bà sợ mình tới chùa nhỏ quá không có biết đường tu đó, rồi ăn cơm chùa mắc nợ đó. Có ai có suy nghĩ gì không? Mẹ con nhét cho 5.000, hồi xưa đi học mà được 200 đồng là rất là lớn rồi, mà đi chùa là được 5.000 nha. Về biểu bỏ vô cái thùng công đức nha con, thầy sợ con tới chùa chỉ có ăn rồi về đó mắc nợ chùa đó. Bữa nào con đi chùa về mẹ chỉ hỏi câu có nhớ bỏ tiền công đức không. Tức là bà sợ mình đến chùa ăn cơm chùa mắc nợ, mà thiệt là con đi thọ bát chứ con không biết thọ để làm cái gì luôn. Sau này mình lớn rồi mình tụng đọc kinh mình mới thấy thọ bát quan trai, mà nếu mình hiểu được là mình giữ tám giới này cái công đức nó lớn cỡ nào, rồi cái cách phát nguyện đem cái công đức mình thọ giới đó hồi hướng như thế nào, chứ không ai dạy cho mình hết trơn à. Xong rồi cứ chiều về là tụng Di Đà nữa đó. Ủa sao mình không thích cái về cái cõi này mấy ta, không có dám nói mẹ nghe mẹ hết hồn nữa, chết rồi con này đi chùa sao mà không thích về Tây Phương Cực Lạc vậy ta.
Xong rồi mẹ con lại càng sợ nữa, có bỏ tiền vô chùa không. Rất là, tức là nguyên cái tuổi thơ của mình đi chùa rất là xiên. Hồi đó là không có xe đạp luôn, con phải đi bộ 4 km mới tới cái chùa có bác Quan Trai thọ. Mà hoài đi 8 năm trời không biết thọ để làm cái gì luôn. Hồi lớn rồi mình đọc kinh Trung Bộ mình mới biết là à, Phật dạy có 3 hạng người thọ giới nha. Thọ giới theo tà đạo, thọ giới như chăn bò, thọ giới như Phật tử chưa. Đó giờ mình thọ giới kiểu gì, thọ giới không biết giới là gì luôn. Xong rồi lúc mà con đi tu á, con học được kinh rồi con mới phát hiện là úi, lời Phật dạy dễ thương như vậy nè, khoa học như vậy nè. Nó giúp mình cân bằng cuộc sống mà nó giúp mình rất là chuyển hóa cái tâm cảm xúc của mình rất là tốt. Mà tại sao mình lại không được biết? Mình sẽ là người nói lại những lời hay này một cách dễ hiểu nhất cho mọi người có một cái niềm vui trong việc mà học kinh Phật. Kinh Phật không có buồn ngủ. Kinh Phật rất là hấp dẫn. Và nếu mình học kinh, mình sẽ có được rất nhiều lợi lạc trong đời ngay bây giờ và tại đây. Cũng là đi thờ bác Quan Trai thôi, cũng là nấu một chén chè cúng Phật thôi. Nhưng mà cái tâm nguyện, cái tâm lượng khi mình phát cái khởi niệm cúng cái chén chè đó như thế nào, cái quả báo khác nhau chứ. Qua mà không ai dĩ cho mình hết trơn. Rồi cũng không ai nói với con là không phát nguyện sanh về A Di Đà Phật, không sao hết trơn. Còn có Đông Phương Thế Giới của Phật Dược Sư nữa mà, về bển cũng ổn mà. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ là ý mình không về Tây Phương là mình không có giống người ta. Chết rồi mình đi đâu luôn á. Trong khi là mình hiểu kinh Phật mình sẽ rất là bình an trong đời. Mình rất tự tin trong mình. Thường có một cái câu là thiểu kiến đa quái. Nghĩa là mình mà ít hiểu, ít nghe, ít biết, mình thấy cái gì cũng quái dị hết. Giống như con qua Mỹ thấy gì cũng lạ chứ không. Thấy gì cũng ngơ ngác là do mình không có hiểu gì về Mỹ đó. Ví dụ mà cô bác anh chị em là biết rồi, à biết chỗ này là rest area, biết cái bang này cái luật nó như vậy cho nên nó sẽ như vậy. Mọi người đâu có ngạc nhiên đúng không? Nhưng mà con ngạc nhiên quá trời, qua đây ngạc nhiên quá trời là sao? Là do con không có hiểu gì hết. Con ít kiến thức hơn quý vị ở đây. Cũng vậy, trong cái việc và mình biết được cái nghiệp nào là nghiệp lành, cái gì là nên làm, tâm phát nguyện như thế nào, cái đó nó rất quan trọng trong đời mình. Nó quan trọng hơn cả việc mình dành ngày hôm nay đi kiếm thêm chút tiền. Có thể mình kiếm được 100 mấy chục đồng, 200 mấy chục đồng, nhưng mình ăn sẽ hết. Nhưng nếu mình học được một bài pháp, mình đem nó là cái chất liệu để nuôi dưỡng đời sống tâm linh và hướng cho mình ba nghiệp như thế nào, nó lợi lạc cho đời này và đời sau. Cho nên con có một cái niềm hứng khởi, một cái inspiration, một cái niềm vui trong việc dỡ từng trang kinh Phật đọc. Và con có một cái tâm nguyện rằng mong muốn tất cả những người mình đã có may mắn được làm người, mình đã có niềm tin chánh pháp, mình có thêm cái niềm vui trong việc học pháp và ứng dụng tu tập, lợi lạc của mình rất là lớn. Thành ra quý Phật tử ngày hôm nay, mình dành thời gian về chùa Linh Quang một ngày, mình nên lắng lòng nghe những lời kinh. Ni sư tụng kinh rất là hay. Nghe từng lời kinh Phật, nghe với hết trái tim chân thành, nghe với cái lòng tôn kính vô biên. Mình nghe từng lời kinh của Đức Phật đã nói trước đây, mình nhớ để mà mình thực hành. Cái này là cái lợi lạc, cái hạnh phúc rất là lớn. Và con cũng chỉ có mong mỏi điều đó thôi. Làm sao cho ai cũng thấy được lời Phật dạy nó có giá trị lớn lao đến như thế nào. Người với người sống để thương nhau. Mà ngoài cái thương nhau nữa, mình còn biết làm những cái điều gì nên làm, cái điều gì không nên làm. Vậy thì sẽ không còn cái đố kỵ, soi mói hay phiền phức. Đi làm có cực không? Dạ cực. Con cũng đã từng đi làm kiếm tiền. Con cũng là một người trẻ, người nhỏ, mang rất là nhiều ước vọng, hoài bão, mong muốn học giỏi để mong ngày xây đắp mái ấm gia đình mình, mong muốn làm kiếm thật là nhiều tiền để mình có thể mua sắm những cái gì mình thích, giúp đỡ người này người kia ở quê hương mình còn nghèo đó. Rồi mình kiếm được rất nhiều tiền, mình có được những gì mình muốn, nhưng mình chưa từng có bình an. Mình mới nhận ra rằng ôi, mình đã thiếu một cái gì trong đời mình. Khi mà con ở được cái căn hộ chung cư cao cấp nhất ở Hàn Quốc, đi cái xe thiệt xịn ở Hàn Quốc, và mọi người nhìn mình là một cái ca thành công điển hình của người Việt xuất ngoại. Nhưng bản thân mình thấy không ổn. Mình thấy mình không ổn. Và con gặp những em bây giờ nó vậy. À, tiền rất là quan trọng nha. Không có tiền không sống được đâu. Không có tiền không làm đạo được đâu. Nhưng mà tiền chưa phải là tất cả. Nếu mình có tiền mà mình biết dùng cái đồng tiền đó đúng cách á, nó rất là vi diệu. Còn nếu mình chỉ có tiền mà mình không biết làm sao để cân bằng cuộc sống và làm cho cái giá trị đời sống của mình nó tăng lên theo cái thiện nghiệp mà Phật dạy á, cái đó nó rất uổng. Chưa chắc đời sau mình có tiền tiếp. Đó. Cho nên mở đầu dài dòng như vậy là con chỉ muốn chuyển tải một cái thông điệp. Mình rất may mắn. Quý vị ngồi có mặt ở chùa Linh Quang hôm nay là những người vô cùng may mắn. May mắn thứ nhất là mình có thân người.
May mắn thứ hai, mình có thân người rồi mà mình đầy đủ ngũ căn đúng không? Tay chân lành lặn, ai cũng mặt mày sáng rỡ, rất là xinh đẹp. Rồi sao? Có được cái trí tuệ, tức là mình có cái bộ óc rất là bình thường. Chứ những người mà họ bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, hoặc họ bị điên các kiểu, họ đâu có nghe được kinh Phật đâu, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai nữa, mình lành lặn, ngũ căn đầy đủ, đẹp xấu, ngắn dài, cao thấp, không cần biết, da trắng, da đen, không cần biết, mà mình chắp tay lạy Phật 108 lạy, mình dỡ từng trang kinh được, cái đó là cái may mắn lớn của mình. Mình có cái thân này mình mới làm phước được, có cái thân này mới tu được. Thứ hai nữa, cái may mắn lớn nhất là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả. Tại mình không tin, nói gì cũng đâu hiểu đâu, nói gì cũng đâu nghe đâu. Như con dạy mấy đứa nhỏ trong chùa dưới nhà con vậy, nó hỏi tại sao con phải học tiếng Việt sư cô, rất là mệt mỏi luôn. Tại sao con lại phải lạy Phật cô, cái ông Phật này bằng xi măng mà. Trời ơi, lại ngồi nghe cô nói con nghe tại sao con phải lạy Phật nha. Rất là mệt, tới giờ em nó không có được cái niềm tin. Dù cô bác lớn tuổi vậy mình hiểu tại sao mình lạy Phật đúng không? Nhưng mấy đứa nhỏ nó tới chùa con á, nó chừng 5 tuổi thôi, tại sao con phải lạy Phật? Rồi mình phải nói nó tại sao con phải lạy Phật. Xong bắt nó học tiếng Việt, tại sao con phải học tiếng Việt? Con là người Hàn mà. Người lớn là không có được ép buộc trẻ con phải nghe theo lời mình. Nó cái chủ nghĩa cá nhân của nó lên cao tới mức vậy rồi. Giờ cô bác lớn tuổi ở đây ni sư có biểu không? Không biểu. Nhưng mà quý vị vô chánh điện quý vị có xá Phật không? Dạ có. Lạy Phật có biết tại sao mình lạy Phật không? Giờ đừng nói là tại sao không biết mình lạy Phật nha. Đó. Nhưng mà cái người không có niềm tin nó mất gì lại lạy Phật, mất gì phải giữ giới. Bây giờ con nói đây mà nội dung bài kinh này sẽ nói về giữ giới nè. Nhiều người có niềm tin khác với mình thì họ có cần phải ăn chay giữ giới làm lành không? Sống cho nó sướng chứ. Dở ghê, bò Hàn với bò Nhật với lại miếng đậu hũ nó khác nhau chứ. Sao giống nhau được, khác nhau. À, đó. Vậy nếu mà cái niềm tin của mình khác nhau, mình có giữ giới không? Khác nhau nha. Thành ra rất là có nhiều cái giá trị trong đời mà nó không có quy đổi ra bằng tiền. Trong đó là những lời dạy kim ngôn của Đức Phật. Vì con cũng còn rất nhỏ, sở học sở tu mình còn kém cỏi, nên hồi nãy khi thưa với đạo tràng đó là con chỉ nói kinh thôi. Thì thật ra là đạo tràng trước giờ con giảng giáo lý online là đang học tới kinh Trung Bộ. Nhưng mà hôm nay đến với hội chúng này thì thấy có một bài kinh rất là thích hợp, là kinh Tăng Chi Bộ chương 4 Pháp, nói về 4 điều khả lạc, khả hỷ, khả ý và khó được ở đời. Và đây chỉ có 4 điều thôi, rất là dễ nhớ, rất là cần thiết cho mình. Cho nên hy vọng rằng 4 điều này con sẽ nói rất chậm và rất cô động. Mình ra tới ngoài cửa mình đừng có quên nha. Hồi nãy về nhà chiều nay bạn bè hỏi là chiều hồi sáng đi nghe pháp thoại hay không, vui lắm trời, cô nói cái gì vui ghê lắm. Hỏi cô nói gì vậy, tao quên hết trơn rồi. Là lỗi vốn nha, lỗi vé máy bay nha. Con không biết vé máy bay đi Mỹ mắc cỡ đó đâu nha. Mắc là chưa dám đi nữa đó. Là lỗi vé máy bay nha. Quý vị nào mà bay càng xa đến đây là càng phải nhớ nha. Đừng có ra cửa nói nhớ cái gì, nói gì hay hay vui vui đó mà không nhớ gì là không được nha. Có 4 pháp, đây là chương 4 pháp. 4 cái pháp: khả hỷ, khả lạc, tức là vui đó, khả ý, tức là vừa ý mình đó, và khó được ở đời. Theo Đức Phật có 4 điều gì mà khó gặp ở đời? Bài kinh này Đức Phật giảng cho trưởng lão cấp cô độc. Cấp cô độc là Anatha Pindika. Giỏi vậy, sao biết tên cấp cô độc Anatha Pindika ha? Giảng cho cấp cô độc. Thì khi mà cấp cô độc đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì Ngài Thế Tôn mới dạy cho Anatha Pindika 4 cái pháp: khả lạc, khả ý, khả hỷ và khó được ở đời. Thứ nhất đó là về tài sản. Tài sản khó được ở đời. Tài sản có quan trọng không? Nãy con mới nói đó, đừng có lý tưởng một máy lều tranh hai trái tim vàng, không có đâu, cãi lộn suốt ngày đó. Nói gì? Tới tháng mà không có tiền trả tiền bill là cãi lộn đó. Bệnh mà không có tiền chữa bệnh là thấy không có vui được nữa đâu. Cho nên là cái đầu tiên là phước về tài sản. Cho nên quý Phật tử mà tu đúng pháp đó, tu đúng pháp là Phật tử chân chính không thể nghèo được. Rất có phước về tài sản nha. Phước vật, phước đầu tiên là tài sản. Thứ hai đó là tiếng tốt, đúng không? Nhiều người có tiền rồi nhưng mà không có tiếng tốt. Nói về mình người ta không có kỷ niệm đẹp và người ta đánh giá mình không có cao. Và đó có những người ở Mỹ cũng rất giàu nhưng mình nói để mình đâu có thích đâu, đúng không? Và cái thứ ba đó là về phước tuổi thọ, tức là phải sống lâu và sống khỏe. Và cái cuối cùng đó là sanh thiên. Giờ có 4 điều, giờ con nhắc lại được không? Thứ nhất là mình phải có phước tài sản. Thứ hai là tiếng tốt. Thứ ba là tuổi thọ, sống lâu. Thứ tư là sanh thiên. Đừng không, lặp lại nha. Cái đầu tiên là tài sản. Thứ hai là tiếng tốt. Thứ ba là sống lâu, tuổi thọ. Đúng rồi, cái thứ tư là
sanh thiên. Một lần cuối cùng mình thuộc luôn nha. Có người nào bữa nay thức dậy đi chùa sớm quá giờ buồn ngủ rồi không? Ráng nha quý vị, mà cứ vậy là con ngủ luôn đó. Con cũng đang vượt lên chính mình đó. Giờ này là giờ đang ngủ mùi đó. Nha nha nha. Rồi lặp lại, đầu tiên là phải có tài sản, thứ hai là tiếng tốt, thứ ba là sống lâu, thứ tư là, rồi quá giỏi, một lần cuối cùng là thuộc luôn nè. Tài sản, tiếng tốt, sống lâu, sanh thiên. Rồi nhớ không? Hôm nay mình về mình nói là mình học được bài kinh Tăng Chi Bộ chương 4 pháp, vì đó mình không nhớ, nhưng mình sẽ nhớ được là cái bốn điều mà Đức Phật nói: khả lạc, khả ý hỷ, khả ái, khả ý khó được ở đời. Bốn điều đó là tài sản, tiếng tốt, sống lâu, sanh thiên. Ở đây có ai muốn mình nghèo không? Ở đây có ai muốn bị mình nói xấu không? Reputation không? Còn ở đây có ai muốn mình chết yểu không? Có ai muốn mình sanh thiên không? Đó, bốn điều này có vừa ý mình không? Dạ, và Đức Phật không phải là người chỉ nói ra bốn điều đó không, mà Ngài dạy cái con đường, cái phương pháp, cái cách thức để đạt được bốn điều đó. Và có bốn điều đó rồi, cái cách hồi hướng và sử dụng cái điều đó như thế nào? Bởi vậy Đức Phật mới được xem là Đại Y Vương đó. Nhiều người học Phật mà lơ tơ mơ, cứ nói là ông Phật nói cái gì khổ 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 khổ, cái gì cũng khổ hết á. Là Đức Phật, đạo Phật bi quan yếm thế, Phật đâu có ngừng lại ở khổ đâu. Phật dạy khổ tập diệt đạo, mình mới học được có cái khổ, mình nghĩ học ba cái sau cái mình nói đạo Phật bi quan yếm thế. Trong khi Phật dạy cái gì, cái nguyên nhân tại sao khổ. Giống như bác sĩ phát hiện ra mình bị ung thư, bác sĩ nói tại sao mình bị ung thư, rồi dạy cái cách mình trị ung thư, trị hết ung thư mình sẽ hết bệnh ung thư, nói đủ bốn điều đúng không? Đức Phật nói thực tế cuộc đời là khổ, nguyên nhân tại sao mình khổ, làm sao để mình chuyển khổ thành vui, và hết cái cõi khổ này nó có một cái cảnh giới gì không hề có khổ. Nói đủ bốn cái mình mới nghe cái đầu tiên, không thèm đọc mấy cái sau, kêu đạo Phật bi quan yếm thế, nghĩ đi theo Phật rồi. Có được không? Dạ không. Mình học Phật là phải học sao ạ? À, phải với hết lòng. Tu đừng có lật đật, tu đừng có trọc, tu phải thành thật. Đừng có lật đật. Lật đật là một hồi ba cái sau đâu có học đâu. Đó, cho nên cái bài này nó sẽ có ba phần. Đầu tiên Đức Phật kể ra bốn điều, có ai không thích đâu? Ai cũng thích hết. Bốn điều đó là tài sản, tiếng tốt, sống lâu và sanh thiên. Sau đó Đức Phật dạy làm thế nào để được bốn điều này. Làm xong rồi sử dụng bốn điều này như thế nào. Chúng ta thấy bài kinh này có cần phải nghe không? Và kinh Phật rất là gần gũi. Kinh Phật có những bài kinh rất gần gũi với mình. Và nếu mình học được, mình nghe được, mình ứng dụng ngay bây giờ rất lợi lạc. Nên là cô bác đừng có ngại là kinh Phật đọc gì không hiểu ha. Bà già bà đế bà sơ tôi té, bà cứ bà già bà đế bà ra bà vô bà gì không có hiểu. Không phải, không chỉ có thần chú không, kinh Phật có những cái đọc chữ đâu nghĩa đó rất là dễ ứng dụng, được không ạ? Rồi mấy em mà trẻ trẻ tới chùa mà cho đọc chú Đại Bi á, hoặc chú Lăng Nghiêm á, đọc Lăng Nghiêm một hồi Lăng Nghiêm ra ngủ luôn chứ gì nữa, đâu có Lăng Nghiêm ra ngủ luôn. Cho nên thay vì đọc Lăng Nghiêm để lăn ra ngủ đó, mình đọc mấy cái bài kinh mà mình nghe tới đâu mình cảm xúc. Nhưng hồi nhỏ con đi chùa cũng chỉ chờ tới lúc mà sư bà phát cái xôi đem về thôi, được cục xôi thôi. Nhưng mà trước đó rồi dần dần nó cũng thấm, ta kêu thấm tương trao đó. Có những câu kinh rất là hay: con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Dĩ nhiên cái đứa nhỏ 6 tuổi nó sẽ không hiểu con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành là cái gì. Nhưng mà nó ghi trong tiềm thức của mình. Cho nên mình lớn lên á, mình đi đâu mình thấy cái mái chùa, mình nghe cái tiếng chuông chùa là mình như được trở về với quê hương. Hiện nay con đang ở Mỹ, có phải ở quê hương không? Dạ không, ở quê hương. Nhưng mà nãy sư bà thỉnh lên 3 tiếng chuông, sư cô niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca, tự nhiên nghe trong lòng mình giống mình đã được về nhà rồi. Hy vọng quý Phật tử cũng vậy. Con mình nó còn nhỏ, nó chưa có biết đạo nhiều, không sao hết trơn, cứ tha nó tới chùa nghe một tiếng chuông xá Phật một xá, gặp cô bác anh chị bà con, ảnh sẽ quen với cái văn hóa Phật giáo. Rồi một lúc nào đó trong cuộc đời vần xoay, mình nghe lại tiếng chuông chùa, mình nhớ nó có một cái quê hương rất là bình an, có một cái nơi mà người ta sẽ không có ganh tị soi mói chỉ trích phỉ báng của mình, mà nơi đó người ta thấy những cái điểm yếu của mình để người ta thương, người ta thấy những cái tốt của mình để người ta tán dương.
Mình xây dựng cái cộng đồng như vậy thì người Việt mình có mặt ở đâu, chùa sẽ mọc lên ở đó. Nãy nghe nói nội cái Massachusetts này không mà mười mấy ngôi chùa thì quá là tuyệt vời. Cho nên bà con Phật tử mình ở đây rất là có phước luôn. Và nó rất là có phước nhờ Hàn Quốc của con, nguyên một cái đất nước Hàn Quốc chỉ có đúng 4 ngôi chùa Việt Nam. Một lần đi chùa là phải đi 4-5 tiếng đồng hồ lái xe đường dài á. Mà thậm chí có chùa Việt rồi không có chùa Thái, cho nên chùa con giống đa quốc tịch vậy đó. Thái, Sri Lanka, Trung Quốc gì đến chùa buổi sáng không biết phải nói tiếng gì luôn á. Từ gì đâu phải người Việt không đâu. Hết một nửa cô dâu lấy chồng Hàn tha theo chồng con, chỉ biết nói tiếng Hàn thôi. Còn mấy anh chị em mà làm trong cái xưởng đó, rồi cứ làm chung với bạn Lào, bạn Campuchia, bạn người Thái, bạn người Sri Lanka, bạn nào cũng đạo Phật hết á, mà không có chùa mấy nước đó, có mình chùa con kéo nhau về chùa hết luôn. Xong rồi mình không biết là mình lên giảng pháp có ai ngồi nghe không nữa. Từ gì đa quốc tịch quá giờ biết nói tiếng gì vậy? Mà chẳng lẽ nói một câu dịch ra 4 thứ tiếng. Mà cho nên mình thấy là ở đây mình có cộng đồng người Việt lớn như vậy. Sư bà nói tiếng Việt cho mình nghe mình vui không ạ? Nên mình có ráng tu không ạ? Tuần sau có ráng đến chùa không? Ráng nha, phải ráng nha. Quý vị, cái sự có mặt của quý vị là sự cúng dường tối thượng. Không có phải là mình cúng tiền mới là cúng đâu. Mình cúng dường sự có mặt của mình là sự cúng dường tối thượng. Cho nên rất là trân trọng khi mà mình xa xứ mà mình có được một ngôi chùa như vậy để tu tập ha. Mình sẽ đi vào cái bài chánh kinh. Cái pháp thứ nhất á, là về nãy nói tài sản đó, đúng không? Tài sản thì mình biết rồi, rất là cần trong đời. Bây giờ mình không có tiền bạc á, mình rất là khó, đúng không ạ? Giống như nói bây giờ mình muốn tạo phước, mình nghe lũ lụt, mình nghe dịch bệnh, mình nghe thiên tai, mình nghe bà con mình ai đó bất trắc, thì mình muốn giúp mình phải có gì ạ? Trước hết thì mình chưa có cho người ta tiền để mình muốn đi thăm, mình phải có tiền đổ xăng nữa, đúng không? Cái chuyện đó là chuyện đầu tiên. Giờ mình mắc đến chùa nữa mà mình đến chùa mình không có xe, mình phải có tiền đi giao thông nữa, đúng không? Con mới vừa bất ngờ luôn đó, con từ New York xuống đây con thấy cái phí giao thông ở đây quá là mắc luôn. $3 một lần đi, nó rất là mắc luôn. Từ sáng tới chiều mình đi có 4 lần là hết mình mấy đồng rồi, mắc chứ bộ. Đó, đơn giản thôi, mình đến chùa mà mình không có tiền đi xe mình có đến được không? Không. Dạ rồi bây giờ mình tới chùa ha. Mình tới chùa trưa nay đâu có thể, sư bà đâu có thể để cho mình bụng đói đi về, đúng không? Hồi nãy con thấy một Việt Nam rất Việt Nam ở chùa mình. Cái gì mà bánh bèo, bánh bột lọc, bún Huế quá chừng vậy, bánh tiêu luôn. Rất là ngạc nhiên, con có 20 năm ở Hàn Quốc chứ không ở Việt Nam. Gần hơn nửa đời người mình ở Hàn đó. Mà ở Hàn thì không có đồ Việt như vậy. Hồi nãy đến Mỹ mà tưởng như về Việt Nam rồi luôn á. Nói sư bà đâu ra, sao đồ Việt không vậy? Cô Huệ rất là tự hào. Chùa Việt thì phải có món Việt thôi, không có tự nhiên có được đâu, khó lắm mới có, đúng không ạ? Ở đây có cái vùng nào mà không thể ăn được món Việt không? Bên con khó lắm nha, bên con không có cơm chay nữa chứ đừng nói là cơm Việt. Cho nên là quý vị thường là đến chùa, tuần nào đến chùa mình cũng có bánh tiêu, bánh bột lọc, và nhiều khi mình không thấy quý á. Chứ cỡ như con 20 năm không biết ăn được cái bánh tiêu mấy lần, thấy cái bánh tiêu mừng, thiệt mừng luôn á. Thiệt sự là như vậy. Tức là Phật dạy trong kinh, nơi nào mà có pháp, nơi nào mà có đồ ăn, đuổi cũng không đi. Tức là sao? Nơi nào chỉ có pháp không á, mình thật sự có pháp tu thiệt, nhưng mình đói quá mình có tu nổi không? Không, nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Phật nói rồi, tất cả chúng sanh trên đời này dựa vô lương thực mà sống đó. Nên ví dụ mà chùa có khóa tu mà thiệt là hay, giảng sư nói thiệt là hấp dẫn, mà mình đói bụng quá, mình lùng bùng lỗ tai, mình đâu nghe được gì đâu, phải không ạ? Mà ở đây sư bà chuẩn bị ha, sư bà chuẩn bị trưa nay có nấu cơm cho mình ăn không? Có, ít nhiều gì cũng có bánh tiêu, bánh bò, bánh bột lọc, bánh quế. Giờ nãy còn kiểm rồi rau câu, thấy trên quá trình Việt Nam luôn. Vậy là sao? Ở đây vừa có pháp, vừa có thức ăn, sư bà có đuổi, tuần sau con cũng tới chùa mới phải. Chứ không phải nói là sư bà để hỏi bên con ha, là gọi điện confirm trước món luôn á. Ý là chùa nấu món gì, chùa nấu món gì, chùa nấu món gì mới đi chùa luôn á. Nếu mà mình không nấu món hấp dẫn, không tới chùa luôn, mất khách luôn. Ở đây có vậy không? Cũng vậy nha, sư bà biết sư bà buồn á. Cho nên là hy vọng rằng cái nơi đã có pháp, đã có thức ăn theo lời Phật dạy có đi không? Dạ ráng đi. Cho nên cái tài sản nó quan trọng là ở đó. Sư bà muốn đãi một bữa cơm chay cho quý Phật tử, sư bà có cần tài chánh không? Dạ cần. Đó. Cho nên rằng lý do mình qua đây để mình sinh sống cũng gì ạ? Dạ đúng rồi. Nói gần nói xa không qua, nói thiệt, tụi con cũng xa xứ ly hương mà. Là mình mong một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, hạnh phúc và an vui hơn. Xa hơn nữa, cô bác lớn tuổi mong muốn cho con em mình có một môi trường giáo dục, đời sống an sinh xã hội tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà mình có tiền nó rất là quan trọng.
Là tài sản đây là một cái phước rất là quan trọng. Cho nên quý vị mà đi mấy chùa Nam truyền đó, thông thường là mình cúng cái gì quý sư hay chúc phúc cho mình được năm phước tăng trưởng, trong đó có cái phước tài sản. Hễ mình có tài sản, mình rất dễ dàng tạo phước, đúng không quý vị? Nói vậy không có nghĩa là mình nghèo, mình không có cơ hội làm phước. Không phải. Nói tới đây là bắt đầu là cắt cái clip chỗ này, là nói cô Hiếu nói mấy người giàu mới tạo phước được này nha. Là tào lao nữa nè. Có phải là chỉ có tiền mới tạo phước được không? Hồi nãy con mới nói gì? Một cái ánh mắt từ bi cho nhau, một nụ cười như một đóa sen trên mặt. Nhiều khi một cái ánh mắt hình viên đạn liền. Cô bác ở đây hôm nay lần đầu tiên đến gặp con, nhưng mà từ sáng tới giờ ai cũng bố thí cho mình một ánh mắt rất là thân thiện, hòa nhã. Đó là cái sự khích lệ rất lớn. Chứ dụ con đến chùa này mà người nào cũng để con nhỏ nói gì nha, đẻ ra ngô còn được, con đi chùa là tôi đẻ ra cô được. Rồi bắt đầu mình khớp ngang liền, đúng không? Hoặc là gặp mình không chào, không hỏi xí hà. Tự nhiên là cho dù không nói câu nào, mình nhìn cái ánh mắt đó, mình biết người ta không có welcome mình, đúng không? Vậy có nghĩa là từng cái ánh mắt, từng cái lời nói, từng cái bắt tay, từng cái nụ cười của cô bác ở đây có phải là đã cúng dường chưa? Dạ cúng dường rồi. Rồi ngay cả bạn đạo mình vậy, tự nhiên cái chị mình đang ngồi đây, chị này chị xê vô, cái mình hí cái, mình kéo cái áo mình qua cái, chị biết không? Biết bà không thích tôi không? Biết. Nhưng mà không, mình tém cái áo tràng lại, mình xích vô, cái chị xích vô chị ngồi. Nhiều đó thì mình bố thí chưa? Mình có công đức chưa? Có. Rồi cái bác mà nấu cơm với chùa như vậy, tự nhiên đông quá trời đông, hôm nay ta làm mệt gì đâu á, là mình hiểu không? Mình hiểu liền. Nhưng mà bác hoan hỷ với mình, bác chỉ cần nở nụ cười thôi, bác mệt quá, bác hết nói nổi rồi, nhưng mà mình vô mình xin thêm chén nữa, mình bới thêm chén nữa, bác hoan hỷ, bác bới cho mình vui không? Do đó, một cái ánh mắt nhẹ nhàng, một cái nụ cười rất là từ bi, một cái bước đi chánh niệm, mình ngồi xuống nhẹ nhàng, mình đứng lên nhẹ nhàng, cái ngồi, cái đứng, cái nói, cái động, cái tĩnh của mình không làm phiền não cho người khác. Mình đến đây giúp trang nghiêm đạo tràng, vậy mình có phước không? Quý vị ngồi đây im lặng chánh niệm, hợp tác với nhà chùa, lắng nghe pháp thoại, nhiêu đó thôi quý vị có công đức chưa? Công đức sao? Trang nghiêm cho đạo tràng. Chứ quý vị ngồi đây tụm năm tụm ba, con ngồi đây nói, dưới hai người khều khều, ê biết không, hồi nãy đi ngang dưới bếp có cái món đó đó, ê bữa nay thấy sư bà làm gì ngoài kia kìa, mày chán đời không? Nó thành cái buổi họp chợ. Nội cái việc mình ngồi đây với hết lòng trang nghiêm, lắng nghe, mình đã cúng dường chưa? Cúng dường cái công đức làm gì? Trang nghiêm cho đạo tràng. Và ví dụ mình qua đây mình định cư sớm, cộng đồng người Việt ở đây rất có thế mạnh, tức là các vị lớn đã từng qua đây rất lâu. Cho nên khi có những người mới sang, mình có kinh nghiệm để mình chia sẻ không? Đó là bố thí gì? Bố thí pháp. Ông bà mình nói là cho vàng không bằng trỏ đàn đi buôn, đúng không? Cho một chỉ vàng có khi nó ăn tháng sau nó hết, nhưng mà trỏ đàn đi buôn, tức là cho cái phương pháp làm ăn, người ta tự làm ăn nuôi sống được. Mình lớn, mình không có tiền bạc cho các em, nhưng mình có cái gì? Trải nghiệm, cái kinh nghiệm của mình. Nè con, sống ở Mỹ phải như vậy, như vậy, như vậy, luật pháp như vậy, như vậy, cộng đồng như vậy, như vậy, những chế độ phúc lợi xã hội như vậy, như vậy. Mình chia sẻ cho người đến sau, có phải cái phước không? Phước. Nay ai gọi điện định, trời nghe thấy đăng trên Facebook á, cộng đồng người Việt ở Massachusetts thấy đăng lên Facebook có pháp thoại mà tôi chưa biết cái chùa liên quan đâu, chị chỉ đường cho em không? Thôi bà tự tìm đi. Là chết quốc rồi. Trời mừng quá. Tuy mình đang bận thiệt, nhưng mình có cơ hội sao? Gieo duyên cho người ta tới chùa. Chị em chưa có đi cái chùa đó, nhưng em biết đường đi nè, em chỉ cho chị. Vậy có phước không? Dạ có phước. Đó, phước nó khắp nơi, mà chỉ cần mình chánh niệm chút xíu, mình có tạo ra phước không? Nội cái việc mình ngồi yên lặng ở đây, không nói chuyện, có phước chưa? Sanh phước. Chứ bây giờ ví dụ mà quý vị không im lặng ngồi đây đi, quý vị ngồi ngoài sân ngoài kia coi nãy giờ có họp chợ không, mà nói năm điều ba chuyện rồi vòng vòng quay lại là gì? Bắt đầu nói chuyện người ta. Đây là bắt đầu link tới cái phần thứ hai là tiếng tốt đó. Khi mình tập họp lại nói chuyện người khác á, mình thường nói cái xấu người ta hay mình nói cái tốt người ta? Dạ đúng rồi. Mình bầu cử tổng thống Biden hay Trump không cần biết, dĩ nhiên ông nào cũng có cái xấu đúng không? Nhưng nếu mình không thích ông đó, mình sẽ nói cái gì? Mình đâu có rảnh mình khen ông kia đâu, mình bận nói xấu ông này rồi. Tự nhiên cái này không phải con nói nha, Đức Phật nói là bản chất của chúng sanh là vô ơn. Nghe buồn không quý vị? Trong kinh đó,
Bản chất của chúng sanh là vô ơn. Sư bà có thể tử tế với mình 100 lần. Sư bà có thể mở khóa tu từ năm 92 cho tới bây giờ là bao nhiêu lượt khóa tu không cần biết. Chỉ cần một lần sư bà bận rộn vô tình thôi, sư bà không tổ chức hay là không cho mình ăn uống, thế là mình nhớ mãi cái lần hôm bữa mình đến mình xin sư bà mà sư bà không cho mình cơm. Ghê không? Mà mình không nhớ là sư bà đã tạo biết bao nhiêu nhân duyên lành cho mình. Thấy sợ không? Giống như cũng vậy, cho mình về mình xin cha xin mẹ mình từ nhỏ, ba mẹ mình đẻ ra biết bao nhiêu thứ đã cho mình, cho từng bữa ăn, cho từng giấc ngủ, cho từng bú móm. Nhưng mình lớn lên một cái là hễ ba mẹ không làm vừa lòng là mình quên liền, mình nhớ ba mẹ mình liền. Con là làm cái công tác tư vấn cho thanh thiếu niên hơn 5 năm trời, giờ mình nói được 3 thứ tiếng. Cho nên các em mà gia đình đa văn hóa đó, gọi là có đa văn hóa là bố mẹ có hai cái nền văn hóa khác nhau, ví dụ người Hàn, người Việt, người Thái, người Campuchia kết hôn với nhau, thì đứa nhỏ sanh ra trong gia đình đó được gọi là gia đình đa văn hóa. Thì các em nó bị mix giữa cái nền đa văn hóa, nó có rất là nhiều bất ổn. Và con làm công tác tư vấn tâm lý đó là hơn 5 năm trời. Đa phần các em đến là oán hận cha mẹ. Dĩ nhiên mẹ của các em là người Thái, người Việt hay người Campuchia thì cái nền tài chính hoặc là cái ngôn ngữ hoặc cái trình độ hiểu biết thích ứng với xã hội sẽ kém hơn một người Hàn. Mà người Hàn thì cũng có phân biệt đối xử nữa, cho nên nhiều khi mẹ là người Việt thì các em bị coi thường, bị xa lánh ở trong trường. Thế là các em đã nghĩ là toàn bộ những cái bất hạnh của cuộc đời mình do mẹ người Việt gây ra. Mà có đứa nhỏ nào lớn lên nếu mà không biết ơn mẹ không? Rồi tới khi mà những đứa nó lớn rồi đó, nó vô đại học rồi đó, nó tự kiếm tiền ra được rồi, bắt đầu nó quay lại, nó hất mặt lên, nó nói kiểu gì nè, ba mẹ nói là không được luôn nha. Trong khi hồi mà để nuôi nó lên tới cấp 3 đó, người cha Hàn Quốc là chết sớm hoặc là mất khả năng lao động, chỉ còn mẹ đi làm kiếm tiền. Mẹ không biết tiếng Hàn, mẹ không có trình độ học vấn cao, để kiếm được cái đồng tiền nuôi con mẹ vất vả cỡ nào, nhiều khi thoái đĩa đệm ở đây, gãy luôn xương sống, bị bao nhiêu điều tiếng chửi bới nhưng vẫn ráng cố gắng nỗ lực kiếm tiền nuôi con, kiếm tiền nuôi con. Nó lớn lên đại học một cái, nó tự kiếm tiền, nó quay lại, nó nói từ hồi mà con đi học á, mẹ có cho con được ngàn nào không? Ý là mẹ nghèo thì mẹ đừng có đẻ con ra, mẹ đẻ con ra mẹ phải có trách nhiệm nuôi con chứ. Ôi nghe những câu đó mà mình nhói trong tim luôn. Nó còn không kêu tiếng mẹ luôn. Mình gặp những trường hợp nó như thế nào? Chửi nó hả? Không được. Đổ thừa cho xã hội hả? Không được. Đổ thừa cho nền giáo dục hả? Không được. Mình phải hiểu được rằng tuy con lớn lên, con không có lấy tiền của ba mẹ xài, nhưng mà từ hồi mang con trong bụng á, 9 tháng trời, nó nặng cỡ nào, nó sưng chân cỡ nào, đẻ ra đau đớn cỡ nào, từng dòng sữa mẹ cho con mà mình quên hẳn. Mình chỉ nhớ cái đoạn lớn lên rồi, mẹ không có cho tiền mình, cho nên mình không có quần áo đẹp giống bạn bè người Hàn, cho nên mình bị kỳ thị. Mình nhớ đoạn đó thôi, bởi mình mới thấy Đức Phật không nói gì sai, chúng sanh thường vô ơn. Mình gặp những trường hợp đó, con không trách đứa nhỏ đó, cũng không trách được xã hội đó, cũng không trách mẹ nó. Mẹ nó bận kiếm tiền quá, mẹ nó không có biết tiếng Hàn, làm sao mà nói chuyện cho hiểu là lòng mẹ thương con như biển giấy bình dạt nhào được. Dù có đi trọn quả đất này, người mong con mỏi mòn cũng không có ai ngoài mẹ hết. Nhưng mà nó không hiểu được, tại vì mẹ nói, mẹ không có nói được cho nó hiểu là mẹ thương nó như vậy. Mà nó cũng không hiểu được như vậy. Thì những trường hợp đó mình thấy phải làm như thế nào? Cho nên nếu em mà đã từng được đến chùa, em học được tứ trọng ân, em sẽ không bao giờ dám quên cái ân của cha mẹ. Khi mình nói đó, kể cả cái người mà cho mình với tất cả không điều kiện như vậy, nhưng mình rất sẵn sàng quay lại đổ lỗi và trách mắng. Thì đừng có nói là người ngoài, mình sẽ nói xấu người ta chứ mình không nói tốt bao giờ. Ví dụ hôm nay ngồi đến chùa đi ha, có bao nhiêu cái chuyện vui, lên chánh điện cũng vui, ăn cơm cũng vui, nghe pháp cũng vui. Nhưng mà hồi mình ra ngoài cái chuyện gì mới là bắt đầu mình nói nha, trời chị thấy nhỏ đâu, chị thấy nhỏ đâu sáng không, nhỏ là mắt nó xấu gì mà em nói mà nó nghe trời chán đời. Con cũng vậy đó, con mà đi chùa con mà, bởi vì chùa con khóa tu ha, không có được nói chuyện, khóa tu là bước vô chùa là im. Tại vì mình nói ra 4 câu hết 3 câu rưỡi là chê người khác rồi, không có thấy khen luôn đó. Cái đó là cái tập khí của chúng sanh. Đúng rồi, mình chiêu cảm nghiệp giống nhau, cho nên cái việc mà mình tán dương cái đức tính tốt của người khác đó, nó ít hơn là mình khen ngợi người ta. Cho nên chúng ta nghe cái này, chúng ta thấy là để có cái tiếng tốt, có ai muốn bị chê không? Không. Nói thiệt vậy thôi, chứ đến đây mà sư bà nói trời ơi đạo hữu này là tinh tấn nè, đạo hữu này hay đi chùa nè, mình sướng trong bụng không? Chắp tay xá dạ con còn nhiều thiếu kém chứ ni sư. Nhưng mà trong bụng mình vui không? Vui nha, sư bà biết mình đó, mình cũng kiểu thấm tương trao đó. Có ai muốn bị chê không? Dạ không. Vậy thì mình có nên chê người khác không? Dạ không. Ở bên Hàn Quốc là cái bạo hành ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ mạng,
Ở Mỹ thì không biết như thế nào, nhưng mà diễn viên, ca sĩ, điện ảnh tự tử rất nhiều vì những người không hề biết mình là ai, nhưng mà sẵn sàng body shaming mình, sẵn sàng nói điều xấu về mình. Và cái việc mà chơi mạng xã hội là ảo nhưng mà gây đến cái chết cho người ta là thật. Thành ra mình phải hết sức chánh niệm trong gì ạ? Trong lời nói của mình. Mà bây giờ không chỉ lời nói còn gì nữa ạ? Dạ, bàn tay mình tào phím ghê lắm. Đứng sau, núp sau cái laptop á, núp sau cái bàn phím, ai cũng là anh hùng hết á. Ghê thiệt. Cái gì mình cũng đánh giá hết, mình làm như mình chuyên gia luôn. Dù không phải lĩnh vực đó, dù không phải là nhà làm chính trị mà mình phân tích chính trị như thiệt luôn á. Chưa chắc mình ở cái vị trí đó mình ứng cử mình đã làm tốt, nhưng mà mình ngồi mình phân tích mình làm ghê lắm. Đúng không? Rồi chưa chắc là mình là bác sĩ mình sẽ chữa bệnh tốt, nhưng mà mình ngồi mình quýnh giá như thiệt vậy đó. Mình phán như thiệt luôn. Cho nên chúng ta cẩn thận trong cái việc nói năng. Cũng một lời nói đưa người ta lại gần nhau hơn, cũng một lời nói xóa bỏ những cái hiểu lầm lẫn nhau, nhưng cũng một lời nói xây nên cái bức tường thành vĩnh viễn người với người không nhìn mặt nhau. Thành ra lời nói nào gây chia rẽ, lời nói nào khiến người ta tổn thương, lời nói nào làm người ta mất niềm tin với chánh pháp, tuyệt đối không nên nói. Cho nên trong kinh Phật có dạy, bậc thánh chỉ nói khi nào mà không thể im, nhưng mà phàm phu chỉ im khi nào không được nói. Nghĩa là bậc thánh chỉ nói khi nào người ta không thể im, nghĩa là nói tuyên dương chánh pháp họ phải nói, nhưng mà phàm phu mình sao? Chỉ im khi mà không được cho nói. Giống như vô đây nếu bị nói sẽ bị mời ra, thì mình ráng mình nén thôi, xíu nữa ra ngoài kia mình có bông bông cho nó xì ra luôn. Chúng ta có dạy không? Có. Mà thường là ai nói nhiều hơn ai? Nữ nói nhiều hơn nam nữa. Bởi vì mình chỉ im khi mình không được cho nói thôi, có đúng không? Chứ bây giờ mà cho nói có ai nói lợi không? Có ai làm lợi mình không? Không, 10 cái micro cũng không làm lợi mình. Cho nên chùa nào cũng phải sắm cái gì? Cái chuông, cái mỏ đầu tiên, đúng không? Cái mỏ này để chi? Dạ để giạt hết ở dưới. Để tình ngẫu nghiệp chân ngôn đó. Rất là khó khăn. Cho nên nếu phải nói, chúng ta nói lời gì? Nói lời để khích lệ nhau, để tăng trưởng niềm tin trong chánh pháp, để ủng hộ tinh thần của nhau, để làm cho người giảm bớt khổ đau. Không nói lời gây chia rẽ, không nói lời gây hiềm khích, không nói lời thô tục để mà trù rủa phỉ báng ai đó. Và cái đó là cái khẩu đức cho mình. Cái phước làm thế nào để mình đẹp, quý vị biết không? Có ai muốn đẹp không? Đó, Phật dạy làm sao để đẹp, có ai biết không? Cái nhân nào để mình xấu, có ai biết không? Cái nhân làm cho mình xấu nhất là cái gì, quý vị biết không? Sân si. Đức Phật dạy nếu muốn có cái phước dung sắc, tức là mình đẹp đó, đẹp không phải là như hoa hậu đâu. Quý vị có cảm nhận là có những người rất đẹp nhưng mình nhìn mình không có thiện cảm không? Có. Cái vẻ đẹp mà càng nhìn càng không có thiện cảm, nhưng có người mình không thấy xinh nhưng mà mình nhìn mình mến, có không? Cái vẻ đẹp có người mình khởi dục, nghĩa là mình muốn chiếm hữu, nhưng có cái vẻ đẹp nhìn người ta mình khởi lòng tu, có không? Sư bà đây có duyên không? Rất dễ thương. Nhìn là sao? Mình thấy tất cả cái đức độ, cái đạo lực, cái công phu tu tập nó lộ ra sắc diện. Mình nhìn sư bà mình có muốn khởi tâm tu không? Nhìn sư bà là muốn lạy ba lạy đảnh lễ sư bà liền. Có những, đâu phải sư bà là mỹ nhân, mỹ nữ hay là hoa hậu gì đâu, nhưng tại sao mình thấy cái nét đẹp của sư bà có dễ mến không? Có. Tại vì sao? Tại sư bà sống trong tâm từ. Đức Phật dạy nếu muốn đẹp là phải thường sống trong từ tâm, khởi lên lòng từ. Mình phải thường sống trong từ tâm thì mình mới đẹp được. Còn ai mà thường hay giận á, tính tôi nó vậy á, trời ơi, mấy người mà sơ hở là giận á, sơ hở là nổi quạo á, không thể nào đẹp được. Có đi sửa sắc đẹp cỡ nào cũng sẽ không đẹp được. Tại vì đó là cái nhân để mình xấu, quý vị. Muốn đẹp còn phải gì nữa, quý vị biết không? Này là Phật dạy nha, không phải là con nói nha. Muốn đẹp phải sao nữa? Bố thí gì? Bố thí cơm ăn cho người ta. Ví dụ quý vị đói, quý vị có đẹp không? Xanh lét liền luôn đó. Cái người đang đói mà mình cho ăn, người ta sẽ hồng hào sắc diện lên, đúng không? Bố thí gì nữa? Bố thí y phục, đúng rồi. Mặc đồ vô có đẹp không? Người đẹp vì lụa. Đó là tại sao cái thương hiệu bán chạy hàng vậy. Cho nên mình muốn đẹp đầu tiên mình sao? Nuôi dưỡng lòng từ. Hôm sau có điều kiện, con sẽ có một buổi hướng dẫn mình rải tâm từ, tức là cách thực hiện rải tâm từ như thế nào để sống trong lòng từ. Mình mà khởi từ tâm và sống trong từ tâm, mình rất là đẹp. Thứ hai là mình bố thí thức ăn. Người đói mà khi ăn họ
được no. Người bệnh khi mà được chữa bệnh họ sẽ lành khỏe, mình cho áo mặc. Đó là những cái nhân để đẹp. Và cái nhân tệ nhất đó là khẩu nghiệp. Tu cái miệng là tu hết nửa đời người. Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ có 6 trường hợp nên nói và không nên nói. Thì trong 6 trường hợp này hết 4 trường hợp không được nói. Chỉ có 2 trường hợp nói thôi. Mà mình toàn làm ngược lại. Cho nên muốn có tiếng tốt, tiếng tốt cho mình, cho gia đình mình, ai cũng muốn được khen, không ai muốn bị chê hết. Ai cũng muốn người ta dùng lời ái ngữ với mình, chứ không ai muốn bị nghe lời thô tục. Vậy thì mình có nên nói điều đó với người khác không? Dạ không. Cho nên trước khi bà ông bà mình dạy là uống lưỡi 7 lần, không phải là le lưỡi ra liếm đủ 7 lần đâu, nhưng mà là mình suy nghĩ xem lời này có nên nói không? Lời này nói ra có lợi ích gì không? Nếu lời nói này nói ra không gây lợi ích gì, có nên nói không? Không nên nói, dù đó là sự thật. Đây là lời Đức Phật nói nha. Dù đó là sự thật, nói ra không lợi lạc gì, có nên nói không? Im. Có những chuyện tuy nó là sự thật đó, cô, bữa cái thầy đó nói xấu cô vậy nè cô, nói chị lên chánh điện, lạy 108 lạy sám hối đi. Nếu chị lạy xong 108 lạy, chị thấy vẫn còn muốn nói với cô thì chị hãy xuống nói. Lạy 108 lạy xong xuống im liền. Chị nghĩ là chị đến chị mét cái thầy đó nói xấu con sẽ rất là thân thiết chị nha, con sẽ dụ chị không có, con nghĩ trời bữa nay chị nói xấu thầy đó ngày mai tới lượt mình đó. Mà mình là cư sĩ Phật tử, mình tới chùa mình không tu, mình lo nói xấu tăng ni là chết rồi, trớt quốc rồi. Nên là người nào mà đến mét con, cô cái thầy đó nói xấu con là con kêu đi lên chánh điện á, hồi sáng chưa kịp lạy Phật đúng không, lạy 108 lạy xuống đây, nếu thấy cái việc đó vẫn cần nói thì cô ngồi nghe, giờ chị lên chị lạy Phật trước đi, là dứt bật ngôn ngữ đi. Tại sao phải cần nói? Cho dù cái thầy đó, rồi có người vẫn nói nhà lại xong rồi cuốc cho thiệt lẹ xuống để nói, tại ức quá mà phải nói. Nhịn không có nổi, hết nhịn nổi rồi phải nói. Nói xong thì như thế nào? Nói xong thì như nào? Con chỉ nói đúng một câu. Từ nãy giờ cô chỉ nghe chị nói xấu cô thôi, chứ cô chưa nghe thầy đó nói câu nào luôn đó. Là đi luôn, mất khách đó. Nên con hay bị mất khách lắm. Nhưng mà thà là mất khách còn hơn cộng nghiệp với cái bà đó. Bây giờ bà mắc nói quá, mình phải gán mình ngồi nghe. Chứ ngu gì mình cộng nghiệp với chị. Thầy đó nói mình hay không mình có nghe không? Không. Nhưng cái người mà nói cho mình nghe là ai? Chị đó đó. Mà mình mà đồng ý với chị đó là bữa sau chị đến cái thầy đó chị nói trời bữa con lên con nói cô Hiếu nói thầy vậy đó nha. Ôi chết mồi em không. Phải nói là trăm năm xây chùa không ai biết mà một viên gạch vỡ là cả nước hay. Bây giờ không phải cả nước, cả thế giới hay luôn. Tự gì thế giới phẳng rồi. Cho nên chúng ta phải hết sức chánh niệm. Xuống đây bà 8, bà 7, ê, lại em nói chị nghe. Biết rồi 8, hồi nãy cô mới nói trường hôm nay rồi. Có bị dụ nữa không? Đến chùa đừng có họp chợ. Ni sư dạy, ok hoan hỷ, chắp tay chờ nghe ni sư dạy. Còn chị 5, chị 7 ngoắc ngoắc lại kể chuyện chị 2, chị 8 gì đó. Kể chuyện Biden với Trump gì đó. Thôi được rồi chị 7, em bận đó nghe. Có cộng nghiệp không? Không. Đó, quý vị muốn có tiếng tốt, muốn có dung sắc tốt, tự mình sao? Tự mình chánh niệm trong hành vi của mình. Cái thứ ba đó là dạ sống lâu. Tuổi thọ trong nhà Phật có 4 yếu tố để hết tuổi thọ. Thứ nhất là thọ mạng hết. Thứ hai là nghiệp hết. Thứ ba là cả thọ mạng cả nghiệp đều hết. Và cái thứ tư là chết bất đắc kỳ tử. Nghĩa là sao? Chưa tới tuổi chết mà tự chết, là tự tử đó. Thì có 4 điều này là sẽ chết. Thì cái phước giống như mình nói cái tim đèn với cái dầu đèn đúng không? Nghiệp hết hay là thọ mạng hết, giống như là còn dầu nhưng mà cái tim nó hết rồi, vậy có cháy không? Không. Đó, hoặc là còn tim đèn mà hết dầu rồi cũng tắt luôn, hoặc là tim đèn với dầu đều hết thì cái đèn tắt. Còn nếu như cái trường hợp mà cái đèn, cái tim đèn và dầu còn nguyên nhưng có tắt được không? Mình thổi. Mình đi ngang mình thổi cái đèn nó có tắt không? Tuy nó còn tim còn dầu nó tắt không? Vẫn tắt. Trường hợp như vậy đó, khi có một cái cực trọng nghiệp tự nhiên là mất luôn cái phước làm người. Vậy thì cái phước tuổi thọ quan trọng không ạ? Có. Theo cái quan điểm của nhà Phật, khi con người ta ở, mình đang ở trong cái kiếp giảm nè, ở những cái thời Phật quá khứ như Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Ca Diếp, con người có thể sống tới 80.000 năm tuổi. Nhưng mà tới thời Phật Thích Ca mình thấy chừng 80 tuổi thôi đúng không? Chết rất là trẻ. Tới thời mình thì mình vẫn đang trong kiếp giảm. Ở những cái nước phát triển mình thấy tuổi thọ có vẻ tăng lên nhưng không đâu nhé. Mình đang trong cái kiếp giảm. Và giảm tới khi nào 10 tuổi thì lúc đó trong kinh dạy là sao? Một chữ thiện người ta còn không nghe nữa. Nghĩa là 10 tuổi là bà biết đấu đá tranh giành chém giết lẫn nhau và hết tuổi thọ. Thì sau đó thì Đức Phật mới, chánh đẳng chánh giác mới ra đời. Và người ta biết làm thiện, biết nghe tứ diệu đế bắt đầu tăng dần lên. Hiểu không ạ? Cho nên nếu mà tuổi thọ quá ngắn mình có kịp tu không?
Không kịp tu. Mà nếu tuổi thọ quá dài như các tầng trời phạm thiên, mình có nhớ tu không? Dạ không. Mình tưởng là má thiên nhiên mẹ thiên hạ luôn. Trong cái kinh Trung Bộ có một bộ kinh là ông Phạm Thiên đó, ông sống lâu quá, ông tự cho ông là đẻ ra tất cả mọi loài và ông là người sanh ra Đức Phật luôn. Phật nói: Phạm Thiên, ông sai rồi, Như Lai không có thuộc quyền cai quản của ông. Nhưng mà tại sao ông sống lâu quá, tuổi thọ của ông lâu quá, ông thấy ai cũng đẻ sau ông hết nên ông là người đẻ ra mọi loài. Vậy có đúng không? Dạ không đúng. À, còn mà mình mà sống mà ngắn quá, mình chưa kịp tu, mình chưa kịp học giáo lý, mình chết mất tiêu rồi, mình cũng không có thời gian để mà tu tập làm phước. Vậy tuổi thọ có quan trọng không ạ? Dạ có. Chúng ta thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Nhắc tới là trong lòng mình khởi lên lòng tôn kính đúng không? Nếu mà Ngài sống càng thọ mình thấy lợi lạc cho đạo pháp lớn không? Ngài như là lãnh đạo Phật giáo toàn cầu luôn. Ai mà một lần được tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, được Ngài xoa đầu, mình thấy hạnh phúc trong đời không? Cho nên Ngài mà càng sống thọ thì Phật giáo càng lợi lạc đúng không ạ? Vậy cái phước sống lâu nó quan trọng không? Dạ quan trọng. Mình sống lâu mà mình sống có giá trị, sống lâu và sống sâu, mình đóng góp cho đời rất là nhiều và đóng góp cho đạo rất là lớn ha. Rồi cái cuối cùng đó là cái gì ạ? Sanh thiên. Để cho sao? Mình có phước tiếp tục mình tu học. Mà cái này là nó hơi sâu, con chỉ nói ngắn gọn một câu thôi. Nếu mà sanh thiên, quý vị phát nguyện mình sanh lên cõi trời có bậc thánh, có pháp để tiếp tục tu, hiểu không ạ? Có rất nhiều tầng trời, có những tầng trời không có bậc thánh nha. Có những tầng trời không có bậc thánh, nghĩa là không có người chứng thánh, thì hết phước là sao? Rớt xuống lại. Đúng rồi. Cho nên mình có sanh thiên, mình cũng nguyện sanh lên cái tầng trời có pháp để tu, có bậc thánh để nương tựa học. Nhớ không ạ? Nhớ phát nguyện vậy nha. Nếu con có lên trời, chứ không phải là lên trời hai đứa hai đôi thôi, em chỉ muốn là người trần gian. Này là không ơn Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới mình luôn. Rồi, tức là nếu như mà có lên trời thì sao? Nguyện cho con sanh về tầng trời có pháp để tu, có bậc thánh để nương tựa tu học, được không quý vị? Vậy bốn cái pháp này mình có cần không? Dạ rất cần. Làm sao để được? Ở đời này có những cái cách để đưa đến bốn pháp này. Đầu tiên chúng ta phải có đầy đủ lòng tin. Quý vị lặp lại to đi: đầy đủ lòng tin. Thứ hai là đầy đủ giới, được chưa? Thứ nhất là đầy đủ lòng tin, thứ hai là đầy đủ giới, thứ ba là gì ạ? Đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, được chưa? Thứ nhất là lòng tin, thứ hai là giới, thứ ba là bố thí, thứ tư là chú ngồi hàng đầu ghi luôn á, một hồi là chú sẽ được quà luôn. Ghê chưa quý vị? Ghi luôn nha, lấy bút ra ghi. Đầu tiên là lòng tin, thứ hai là giới, thứ ba là bố thí, thứ tư là trí tuệ. Phải có bốn cái pháp này thì được bốn cái pháp bên trên. Đầu lòng tin là tin ai ạ? Tin ai? Đúng rồi, chỉ là đó, hint rồi đó. Đầy đủ lòng tin, tin Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Có người không tin Phật không? Có nha, có người không tin Phật. Con ở trong một quốc gia đạo bạn nhiều hơn đạo mình, rất đông người không tin Phật nha. Hoặc là chúng ta thấy quan điểm của Bà La Môn giáo cho Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 14 của thần Vishnu cơ mà. Nghĩa là mắc gì phải tin ông Phật Thích Ca vậy? Ổng là một hóa thân của thần Vishnu, vậy tin thần Vishnu là đủ rồi. Ghê chưa quý vị? Cho nên mình phải nói là mình rất may mắn mình mới tin Phật đó nha. Không phải ai cũng tin Phật đâu. Thì đầu tiên chúng ta phải tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, tin tưởng Đức Phật là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, có đầy đủ minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là giỏi hóa chùa Linh Quang, có khác thấy không? Thuộc lòng luôn, là thiên nhân sư, là Phật Thế Tôn. Chúng ta có niềm tin đó không? Nhưng mà cẩn thận nè, trong kinh Phật nói nếu chúng ta chưa đắc quả thánh Tu Đà Hoàng, mình có thể thoái cái niềm tin này. Nghĩa là đời này kiếp này mình tin, nhưng nếu mình sinh ra ở quốc gia khác, ở vùng miền khác, mình sẽ có thể không tin Phật. Hoặc thậm chí ngay chính con đã từng gặp những người là Phật tử, nhưng vì một nhân viên nào đó giữa chừng họ mất niềm tin chánh pháp, từ đó về sau chính họ là người phỉ báng Phật giáo khủng khiếp nhất, hiểu không? Cho nên không phải nay mình tin Phật là mai mình tin Phật nữa đâu. Thì quý vị phải nhớ khắc sâu trong lòng: con tin Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc A-la-hán nha. Đừng có không ai mà không tin Phật, nó rất là tội nghiệp cho cái nhân viên mình đã từng được gặp Phật ha. Mình phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Đầu tiên là chúng ta có lòng tin. Tin gì? Tin nhân quả, tin Phật Pháp Tăng, được chưa ạ? Thứ hai là chúng ta có đầy đủ giới. Giới là gì đây? Năm điều đạo đức của quý vị, đúng rồi. Không, đầu tiên là không.
giỏi quá. Thứ hai là không giỏi quá. Thứ ba, đúng rồi, đừng có tà dâm. Không có, Phật dạy không tà dâm. Thứ tư là không không nói dối. Thứ năm là, trời ơi, vỗ tay khen mình đi, sao tự nhiên thấy có niềm tin trong đời quá. Đó, chúng ta phải đầy đủ giới. Có ai tôn trọng cái người tà dâm ngoại tình nói dối suốt ngày không? Mình thì đi uống rượu xong mình kêu con mình, mày không có được uống rượu nha con. Không có đứa nhỏ nào nghe hết á. Mình muốn con mình nghe mình đầu tiên sao? Mình làm gương. Mình muốn người ta không nói xấu mình, nhưng mình đi nói xấu khắp nơi. Bà này này, bà 7, bà 5, bà nghỉ chơi nhau, chứ mai mốt đó là hai bà chơi nhau, bà kể bữa ảnh nói xấu chị vậy đó, là chết không? Dạ, nên là cẩn thận mấy cái hội nhóm nói xấu đó, mấy cái hội nhóm bà tám đó, hết sức là đề phòng nha. Người nào mà đã từng đi nói xấu người khác, mình phải tin rằng tới ngày họ sẽ nói xấu mình đó nha. Đó, rất là nguy hiểm. Cho nên không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất gây say, được không ạ? Không chơi ma túy các loại như vậy. Thì chúng ta thấy người mà có đầy đủ giới thì sẽ có được cái đức và có cái phước. Mình giữ được một giới là có 5 vị thiện thần hộ pháp theo hộ, giữ được 5 giới là có 5 thiện thần hộ pháp theo, 25 thiện thần hộ pháp theo hộ. Cho nên người có đức, quý vị thấy trong gia đình cũng nha, quý bác lớn tuổi mà thường là có nói cái tiếng nói có trọng lượng á, cho con cháu là cái đời sống của các bác á như là một cái thân giáo, ni sư thân giáo mình ha. Nội cái học, cái tu, cái ứng xử cuộc sống hàng ngày của ni sư là bài học cho mình. Cho nên quý vị có kính ni sư không? Dạ có. Đầu tiên chúng ta có lòng tin nhá ạ. Thứ hai là chúng ta phải có giới. Ở đây có ai thọ giới, quy y thọ giới rồi? Gần hết đạo tràng luôn. Sao chưa quy y vậy? Có ai chưa quy y vậy? Ví dụ như mình không giữ được 5 giới, mình giữ 3 giới, 4 giới được không ạ? Dạ được, mình nên phát nguyện nha. Mình nên phát nguyện giữ giới trong đời. Và thứ ba là bố thí hay quá. Bố thí để làm gì ạ? Để bỏ cái tâm sang tham. Bố thí với bàn tay rộng rãi, bố thí với bàn tay hào sảng. Sống nó hào sảng, nó rộng mở, nó cởi mở. Không phải mình giàu mình mới bố thí được đâu. Nãy giờ con nói rồi ha. Nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Cái này quý vị có căn bản rồi nên mình không lặp lại. Tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì trong tài thí nó còn có nội tài và ngoại tài. Những người đi hiến máu có phải là bố thí không? Có. Hiến mô tạng, hiến xác y khoa có phải bố thí không? Dạ có. Rồi bố thí pháp lần sau, người ta đang bất an sợ hãi, em niệm Phật đi, em sẽ bình tĩnh. Có giúp không? Chị ơi, trời, bữa nay em bị mất công việc rồi chị, em hết việc làm rồi chị, em bị chủ cho nghỉ việc rồi. Không sao đâu em, chỗ này chị để chị hỏi bà con coi chỗ nào có người cần người á, chị giới thiệu em. Cái câu nói đó nó có giá trị chữa lành không? Có. Mình nên bố thí không? Đó. Rồi, và pháp thí và vô ý thí. Bố thí cái sự không sợ hãi, dịch bệnh đến không sao đâu em, mình tu tiêm vaccine là được. Có nhiều người dịch bệnh còn hù người ta nữa. Phật dạy vô ý thí mà mình toàn đi hù không, mà mình rao những cái thông tin mà người ta bấn loạn, người ta sợ hãi đó, cái đó là không được. Dạ, mình làm cho người ta không sợ hãi, cái đó là bố thí không? Dạ, bố thí đó, mình sẵn sàng. Và cuối cùng, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Đầy đủ trí tuệ là sao? Là mình biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nói xong cái này là nghỉ luôn nè, quý vị ráng nghe đoạn này nữa là xong nhé. Đó là Phật dạy chúng ta quy định được cái gì là thiện, cái gì là ác, cái khái niệm thiện và ác như thế nào. Những gì có lợi cho mình, có lợi cho người, đó là việc thiện. Những gì có hại cho mình, có hại cho người, đó là điều ác. Đây là cái khái niệm căn bản sơ cơ nhất, mình nắm được không ạ? Vậy thì cái gì có hại cho mình, có hại cho người, có chết mình cũng không làm. Quyết định không? Có cái điều có lợi cho mình, có lợi cho người, thiệt thòi chút xíu mình cũng nên làm. Thì đó là sống có trí tuệ. Có nhiều người không có trí tuệ, miễn việc gì có tiền là làm, miễn việc gì có lợi là làm. Nhưng mình không nghĩ đến đi kèm với cái lợi ích đó là cái quả báo xấu mình phải nhận. Ví dụ người ta cho mình 100.000, người ta nói chị đi tố cáo ông đó đi, đi bôi nhọ ông đó đi, đi làm chứng cho em chuyện đó đi. Mình có lấy 100.000 đó không? Không. Nhưng mà có khi cho 1 triệu để suy nghĩ lại nha. Thành ra chúng ta phải hết sức bậc thánh, tin rất rõ, hiểu rất rõ những gì mình tin. Cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu, có đánh chết họ cũng không làm. Nhưng mà phàm phu của mình là hiểu lơ mơ cái gì mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ cái gì mình hiểu. Người này nghe ni sư nói phải thọ 5 giới, ok thọ, nhưng mà về kia rủ đi rồi chắc không sao đâu ha. Có nghĩa là sao? Là mình hiểu lơ mơ cái gì mình tin. Nghe Phật Pháp Tăng cũng tin nó, mà cũng hiểu tại sao phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cho nên mà ai nói xấu thầy nào cái mình hùa vô mình nói xấu theo. Là cái đó là sao? Mình đem cái quả xấu người ta làm cái nhân xấu cho mình.
Ví dụ người ta xấu thiệt, nhân quả của họ có khác không? Không. Nhưng mình đem cái chuyện xấu của họ mình nói, nghĩa là mình lấy cái quả xấu của họ làm cái nhân xấu cho mình. Hiểu không ạ? Câu này nói rất chậm nha. Cho nên quý vị nhớ được rằng cái việc gì có hại cho mình và người tuyệt đối không làm, là sống có trí tuệ. Vậy với bốn cái cách sống đó, có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ giới, có đầy đủ bố thí, có đầy đủ trí tuệ, chúng ta sẽ có được bốn pháp đó là sao ạ? Tài sản, tiếng tốt, sống lâu và sanh thiên. Phật đã dạy cho mình rồi đúng không ạ? Vậy cho nên với khi vậy chúng ta có được những cái công đức đó rồi, có bốn điều đó rồi, mình hồi hướng như thế nào? Mình hồi hướng rằng đem những cái phước báo của con có được, đời nào kiếp nào con cũng gặp chánh pháp và sống đời chân tu, nguyện hồi hướng cái công đức đó đến ngày giải thoát giác ngộ mới thôi. Thì mình sanh ra đời nào đi chăng nữa mình cũng sẽ gặp được thầy lành bạn tốt. Như mình về Linh Quang mình đã gặp thầy lành bạn tốt chứ? Dạ rồi. Vậy thì mình vừa có tự lợi và lợi tha, mình vừa tu cho mình mà mình vừa sắp tấn mọi người tu chung với mình. Cho nên thay vì mình hồi hướng, có nhiều người giữ giới suốt một ngày nhưng hồi hướng sao cho con lấy được chồng giàu. Có được không? Được, nhưng mà chưa có ổn ha. Mình hồi hướng sao mà mình luôn gặp được chánh pháp, sanh ra trong đời nào cũng giữ được niềm tin nhân quả. Mình có niềm tin nhân quả, mình sẽ không làm điều ác để không phải đọa ba đường ác. Chỉ với cái điều đó thôi, mình đi lên và đi ra, nghĩa là đi lên các cõi trời có pháp để tu và đi ra khỏi cái luân hồi sanh tử như vậy, đó là mục đích tối hậu của người công Phật. Đó là điều kiện khác biệt của Phật giáo với các tôn giáo khác. Đó là cái nền móng căn bản, cái triết học khác biệt căn bản của Phật giáo và các cái tôn giáo hay các nền triết học khác. Cho nên mình là Phật tử, mình hiểu cái mục đích cuối cùng của mình tu là sao ạ? Giải thoát giác ngộ mới thôi, được không ạ? Cho nên mình có nên giữ giới không? Dạ có.